chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là cuộc sống hôn nhân sau này của bạn sẽ như thế nào nhá. Tức là khi mà bạn kết hôn xong, bạn chung sống với vợ, với chồng của các bạn ấy, thì cái cuộc sống ấy nó sẽ như thế nào? Nó chắc chắn là mình chắc chắn với các bạn là trong cuộc sống hôn nhân nó sẽ luôn có những xung đột, nó có cả những niềm vui, có cả những nỗi buồn. Thế nhưng mà chúng ta muốn xem, chúng ta muốn tìm hiểu xem là cái cách mà nó sẽ diễn ra như thế nào nhá. Thì chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay. 1, 2, 3, hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chức chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha. Rồi, và các bạn luôn luôn hãy đặt mình ở cái trạng thái cởi mở nhất để đón nhận cái thông điệp này. Nếu như mà bạn chỉ muốn đón nhận cái thông điệp nó tốt đẹp thôi ý, thì đôi khi có thể các bạn sẽ không chấp nhận được những cái mà nó chưa được tốt, nó có thể hơi tiêu cực một xíu. Thế nhưng mà hãy luôn đặt mình ở cái trạng thái cởi mở nhất để đón nhận tất cả mọi thứ nhá, xem nó đến nó như thế nào. Hoặc không thì các bạn có thể coi đây như là một cái trải bài vui thôi, không quá quan trọng đâu. Rồi, 1, 2, 3 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài đầu tiên nhá. Đây, xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Rồi, với câu hỏi đó là cuộc sống hôn nhân sau này của bạn ấy nó sẽ diễn ra như thế nào, thì hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở nhé. Bởi vì mình đoán biết trước được những cái tụ bài này là nó sẽ có cả cái tích cực và có cả cái điều mà nó chưa vui lắm ở đây đấy. Thế nhưng mà các bạn hãy lắng nghe nhá. Bởi vì biết đâu các bạn có thể nhìn nhận được cái điều này mà các bạn có thể nhìn nhận trước được, sửa chữa được và rút kinh nghiệm được cho mình thì sao. Rồi, đối với cái tụ bài số 1 này thì mình thấy như sau này. Thứ nhất, các bạn cũng rất là hạnh phúc với nhau, có những giai đoạn rất là hạnh phúc với nhau. Tức là nó sẽ là đan xen nhá, lúc hạnh phúc, lúc vui vẻ, lúc thế này, lúc thế kia. Xong bắt đầu là ví dụ như đang vui vẻ, hạnh phúc như thế này, xong ví dụ một vài hôm có xảy ra cái vấn đề gì đấy, các bạn lại cảm thấy khó chịu. Thì xong bắt đầu giải quyết được vấn đề đấy, các bạn lại hạnh phúc chẳng hạn. Ví dụ như thế, nhưng về cơ bản thì mình đánh giá đây là một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và là một cái cuộc hôn nhân mà nó nói chung là nó giống những cái cuộc hôn nhân khác. Nó không có một cái gì nó khác biệt hay nó có một cái sự lệch hướng đi ở đây cả đấy. Và cũng chính bởi vì nó giống như những cái cuộc hôn nhân thông thường, cho nên nó cũng sẽ gặp những vấn đề giống những cái cuộc hôn nhân thông thường, nó luôn là như vậy. Thì mình thấy về cơ bản là tương đối hạnh phúc vui vẻ nhá. Cái điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn đây ý, là có thể ban đầu á, cái tiền tài chính tiền bạc của hai người ý, nó chưa thực sự ổn cho lắm. Ban đầu khi các bạn lấy nhau ấy, nó chưa thực sự ổn cho lắm đâu. Có những lúc là có thể các bạn phải lo lắng rất là nhiều cái công việc, công chuyện, rồi con cái các thứ đấy. Thế nhưng mà các bạn cứ yên tâm, sau này tài chính của hai vợ chồng bạn ấy nó sẽ rất là vững vàng, nó sẽ rất là vững chắc và nó sẽ rất là đầy đủ. Cái điều quan trọng là hãy luôn giữ được cho mình cái sự tích cực nha. Và biết được là mình muốn cái gì và mình cần cái gì, thì bạn có thể là khiến cho cái cuộc sống của mình ấy nó đến được đúng cái mục tiêu mà các bạn mong muốn. Miễn là các bạn phải rõ ràng là các bạn cần gì và muốn gì nhá. Rồi, thì sau này các bạn cứ yên tâm với cái lá abundance đây này. Các bạn thấy không? Là cái tiền bạc tài chính của các bạn nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cải thiện tốt hơn ở đây nhá. Rồi, tiếp theo nữa mình thấy ở đây ý, là các bạn hãy học cách để bao dung với nhau thật là nhiều ở trong cái cuộc hôn nhân này. Bởi vì mình thấy rằng là thật ra ai cũng có lỗi thôi, ai cũng mắc lỗi thôi. Nếu như chúng ta cứ bới móc những cái lỗi lầm đó mà chúng ta cứ đào lên, ngày nào chúng ta cũng đào lên rồi. Ví dụ mỗi khi cãi nhau về chuyện A thì các bạn đào chuyện B, chuyện C, chuyện D đi. Đó, những cái chuyện gì đấy ở đâu các bạn cũng đào lốt lên. Đấy, mặc dù những cái chuyện đấy có thể là đã tương đối giải quyết xong rồi, thì các bạn hãy nhận thức được cái điều này. Bởi vì ở đây có lá forgive này, nó nói về việc đấy chính là hãy ngừng cái việc tập trung cái nguồn năng lượng của bạn vào những cái khía cạnh ở trong quá khứ nhá. Để cho phép những cái thứ mà nó thực sự là nó tốt cho bạn ấy, nó đến được với bạn, và cái cuộc sống của bạn ấy nó sẽ giống như những gì mà bạn ước mơ và mong muốn và suy nghĩ. Chính vì thế mà hãy mong muốn và suy nghĩ những cái điều tích cực và tốt đẹp. Mình thấy có thể một số bạn ghen với người yêu cũ của chồng của vợ mình. Thực ra cái người đấy mình thấy họ không có ảnh hưởng gì đến cái mối quan hệ này đâu. Chỉ là các bạn tính mà bạn ghen thôi, hoặc là các bạn cứ để tâm đến những cái việc đấy thôi. Thành ra cái mối quan hệ của các bạn ấy nó sẽ gặp khá là nhiều những cái vấn đề ở đây. Và mình thấy rằng là đã rất rất nhiều lần ấy, vũ trụ ấy và tất cả những cái thứ liên quan đến cái mối quan hệ này ấy, nó đặt ở cái mức độ gọi là red flag, kiểu giống như là
đèn đỏ ấy, đấy, đèn đỏ dấu hiệu cảnh báo ấy. Đấy, cho nên các bạn phải hết sức cẩn trọng và khéo léo ở trong cái mối quan hệ này của các bạn nhé, trong cái cuộc sống hôn nhân này của các bạn nhá. Mình thì mình thấy rằng là hai người cái tôi rất là cao, hai người rất là cao, tôi rất là cao và hay cãi nhau theo cái kiểu giống như là à tôi đúng, tôi sai này kia các thứ. Hai bạn tranh giành nhau trong việc ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ là người xin lỗi trước này kia các thứ. Thật ra các bạn phải hiểu là trong một cái cuộc tranh cãi chúng ta phải nhìn nhận từ hai phía là à anh đúng cái gì, em đúng cái gì, anh sai cái gì, em sai cái gì. Đó, chúng ta phải nhìn nhận được cả hai phía đấy chứ đừng có tâm lý đổ lỗi. Nếu như bạn có tâm lý đổ lỗi thì ai cũng cảm thấy ức chế thôi. Mình nói thật, nếu như các bạn luôn chiến đấu với nhau mà tranh giành xem ai là người chiến thắng ấy, cả hai người đều là người thiệt, không ai là người thắng ở đây đâu nhá. Nên đừng theo đuổi cái sự chiến thắng này, cái tôi này, cái sự chiến thắng đấy để làm gì cả. Ai chiến thắng thì các bạn cũng thiệt thôi, con các bạn là người thiệt nhất ấy. Đấy, thế là thôi bớt nha. Rồi, thì mình thấy rằng là có một người á, mình thấy là có thể là họ có những cái đam mê đấy, yên tâm đi, không phải gái gú hay là gì bên ngoài đâu. Đam mê của họ có thể là họ thích đi chơi này, họ thích đi chơi, họ thích đi du lịch, họ thích đi vui vẻ nhậu nhẹt với cả bạn bè kiểu như thế, thì họ có thể là sẽ dành hơi nhiều thời gian cho những cái thứ đó và khiến cho cái người còn lại họ cảm thấy khá là khó chịu, khá là ức chế này cái các thứ. Thì mình thấy rằng là hãy học cách để mà trong cái mối quan hệ này của các bạn này, hãy học cách để nói chuyện với nhau rõ ràng hơn. Các bạn có thể nói là ủa mình đã trải qua cho mình biết, nhưng mà đây là những thứ mà đây này, mà những cái lá bài này nó đem đến cho các bạn, nó muốn nói cho các bạn biết là hãy học cách để giao tiếp với nhau nhiều hơn, hãy làm bạn giống như những người bạn với nhau ấy. Khi mà chúng ta là những người bạn với nhau nhá, ví dụ các bạn làm bạn với một ai đấy đi, thì các bạn sẽ nói chuyện với họ, đối thoại với họ. Cái yếu tố làm bạn là rất là quan trọng trong một mối quan hệ luôn nhá, chứ không hẳn là, chứ không chỉ là trong hôn nhân đâu. Bởi vì là khi chúng ta yêu ai đó đi thì chúng ta đến với họ vì những cái đam mê, vì những cái sự thu hút. Nhưng mà để mà có thể đi được lâu dài với nhau ấy, thì hai người phải là làm bạn được với nhau, có thể lắng nghe nhau, có thể chia sẻ nhau, có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau. Tức là gì, đôi khi bạn nói tiếng Việt đấy, người ta lại chả hiểu cái tiếng, cái lời nói đó của các bạn. Họ cũng nói tiếng Việt, bạn nói tiếng Việt đấy, nhưng hai người nói mỗi người hiểu một theo một cái ý khác nhau. Đó, lại cảm thấy cái lời nói của đối phương là châm chọc mình chẳng hạn. Trên cái yếu tố làm bạn và giao tiếp sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ của hai bạn. Nhưng mà mình nhìn chung thì mối quan hệ này nó không có gì xấu đâu. Chỉ là đây là những cái vấn đề mà mình nghĩ rất nhiều cặp đôi và rất là nhiều mối quan hệ các bạn đang trải qua thôi. Đó, thì mình thấy là nếu như bạn sửa được, bạn bớt được ấy, thì mọi thứ nó sẽ đỡ drama, nó sẽ đỡ những cái rắc rối đến cho các bạn, và các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Thì mình thấy là các bạn nên có những cái quyết định thay đổi đúng đắn nhá. Người này thì mình thấy thì hai bạn nên học cách để làm bạn này, giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn này. Đó, đây là cái yếu tố mà nó sẽ giữ cho cái mối quan hệ này nó được bền vững đấy. Bởi vì là khi như mình nói đấy, khi các bạn làm bạn với người bạn của các bạn đi, khi mà bạn nói chuyện với họ đi, thì bạn cũng nói chuyện một cách là nó kiểu nói hết những thứ mà các bạn mong muốn nói ra thì bạn nói ra với họ này. Rồi ví dụ như là khi mà bạn muốn góp ý gì đấy cho họ, thay vì chửi thẳng mặt, nói thẳng, nói thô lỗ này kia các thứ, thì bạn lại góp ý một cách nhẹ nhàng, đôi khi là nói rất là nhẹ thôi, kiểu như thế, thì cũng sẽ làm cho người ta nó cũng đỡ. Thì mình thấy là hãy ngừng cái sự tập trung của mình vào những cái năng lượng ở trong quá khứ, những cái sự kiện ở trong quá khứ. Cuộc sống của hai bạn ấy nó còn tiếp diễn rất là nhiều thứ diễn ra cơ. Hãy giữ cho mình cái tầm nhìn cao hơn đấy, để dìu dắt, để phát triển cái mối quan hệ này lên những cái tầm cao mới. Chứ đừng để nó dừng ở những cái thứ như là kiểu quá khứ, hoặc là những cái sự kiện, hay là những cái người mình nói thật, những cái người họ không đáng để được nhắc đến ở trong cái mối quan hệ này, ở trong cái cuộc hôn nhân này, thì các bạn đừng nhắc đến nhá. Các bạn có thể thi thoảng các bạn kiểu giống như các bạn tìm hiểu về những cái người xung quanh của họ để giống như là xem xét ra làm sao đấy, nhưng mà tránh cái việc chỉ trích nhá. Đó, và đôi khi có những thứ nó là quá khứ rồi, ví dụ như các bạn cãi vã nhau vì chuyện ABCXYZ gì đó ở trong quá khứ rồi, đừng lôi nó lại nữa. Kiểu giống như khi chúng ta cứ giữ một cái phẫn uất nào đó trong chúng ta ấy, bực bội trong chúng ta ấy, thì chúng ta cãi nhau vì một chuyện gì đó, bắt đầu đuối lý, chúng ta lại kéo những cái chuyện ở trong quá khứ ra. Đó, và nó làm đảo lộn mọi thứ lên. Nhưng mà như mình nói là cái mối quan hệ này ấy, nó cũng giống như là những cái mối quan hệ khác thôi, những cái mối cuộc hôn nhân khác thôi, nó cũng tốt, nó không có vấn đề gì quá là nghiêm trọng đây đâu. Nhưng các bạn sửa chữa được thì các bạn đỡ mệt. Thì mình thấy rằng là thật ra hai người như vậy thôi, có thể gặp nhau là ở với nhau là đôi khi là hay chỉnh chọe nhau, hay cãi nhau,
hay này hay kia lắm. Nhưng mà các bạn xa là các bạn nhớ nhau lắm. Các bạn chỉ muốn về nhà với nhau thôi. Các bạn chỉ muốn về cái mái ấm đó thôi. Kiểu như thế. Chứ là kể cả cái người này này, họ cái người một trong hai người mình thấy là có một người họ hay thích đi đấy. Họ rất là thích đi đấy. Nhưng mà đi chán, đi chê về thì họ cũng lại muốn về nhà mà thôi. Các bạn cứ yên tâm về cái điều đó nhá. Còn đâu là mình thấy rằng là cái cuộc sống của các bạn ý, để mà nói về cái mặt vật chất, tinh thần ý, thì tương đối là đầy đủ. Nó không có một cái vấn đề gì kinh khủng ở đây cả. Cái điều quan trọng là bạn hãy là cái người bạn một, là cái người thông thái hơn trong cái mối quan hệ này. Mình không biết bạn là ai, bạn là nam hay là nữ, là cái đối tượng nào. Thế nhưng mà mình thấy rằng là hãy nhìn xuyên qua những cái màn ảo ảnh đó. Và đôi khi nếu như bạn đặt bản thân mình lớn hơn, bản thân mình nhìn một cái bức tranh rộng lớn hơn ấy, thì bạn sẽ xử lý vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Kiểu như vậy đấy. Kiểu gì mà chả có khóc lóc, kiểu gì mà chả có coi. Chứ mình đảm bảo với các bạn không có chuyện cười từ đầu đến cuối đâu nhá. Không có chuyện đấy đâu. Kiểu gì cũng cảm thấy ấm ức, kiểu gì cũng cảm thấy khó chịu. Mình nói thật, các bạn ở với bố mẹ các bạn, các bạn cũng còn cảm thấy đôi lúc là có những cái sự xung đột. Đấy là bố mẹ các bạn, và các bạn là máu mủ ruột thịt, là được sinh sống với nhau trong một cái môi trường giống nhau, sinh ra và lớn lên là cũng tương tự như nhau rồi. Đó, thì nó như vậy. Thế nhưng mà người này, người vợ chồng tương lai của các bạn ấy, cái người vợ người chồng của các bạn ấy, họ còn được sinh ra và nuôi dạy theo kiểu khác nhau cơ, nên là văn hóa khác nhau, suy nghĩ môi trường khác nhau, nó không thể tránh được cái sự xung đột diễn ra như mình thấy. Nhưng mà mình vẫn nói với các bạn, đây vẫn là một cái mối quan hệ tốt. Nó kiểu giống, nó gặp những cái lục đục, những cái sự xung đột ấy, nó giống như những cái mối quan hệ thông thường, không có gì mà to tát với cả. Nhưng ở đây có 10 ly là mình thấy các bạn cũng hạnh phúc lắm. Mình nghĩ là cái điều cốt yếu ở đây, I hurt you, nói chung hai người rất là yêu nhau, thì cái điều cốt yếu ở đây là hãy cố gắng để mà có thể giao tiếp được với nhau và chia sẻ được với nhau về những cái mong muốn, những cái ước mơ, những cái tầm nhìn của cả hai nhá. Đừng vội nghe họ nói cái này nói cái kia, mà kiểu như bạn có cái thái độ phỉ báng họ hoặc không tôn trọng ấy, thì nó sẽ là một cái vấn đề rất là kinh khủng đấy nhá. Nên là hãy tôn trọng những gì họ nói. Họ cũng phải làm điều đó tương tự với các bạn. Ok, đó là số 1. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Rồi. Ok. Thứ nhất nhá, nói luôn đối với cái tụ bài số 2 này là, thứ nhất là mình thấy rằng là cái cuộc sống của các bạn ấy nó rất là đầy đủ. Đầy đủ về cả mặt vật chất và mình thấy là về cả mặt tinh thần nữa. Tức là cái mối quan hệ này ấy, nếu như mà theo so mình đánh giá ấy, là nó so với tụ bài số 1 ấy, thì nó chất lượng hơn một chút. Nó chất lượng hơn. Ví dụ như tụ bài số 1 được 7 điểm thì tụ này được khoảng tầm 8,5-9 điểm nhá. Trên 10 điểm, ok. Thì mình thấy đầu tiên các bạn sẽ rất là có thể là sẽ có một cái cuộc sống nó rất là đầy đủ ở đây về mặt vật chất. Về mặt tinh thần là cũng tương đối đấy, cũng khá là đầy đủ đấy. Mình thấy ở đây các bạn có abundance này, mình thấy các bạn thấy không? Thì mình thấy rằng là thật ra trong mối quan hệ này ấy, hai người rất là trân trọng nhau. Rất là trân trọng nhau và coi đối phương giống như là một viên ngọc quý vậy. Coi đối phương giống như là một cái điều gì đó mà kho báu ấy, mà mình đã có được, mà mình đã đạt được ấy. Cho nên là hai người giữ nhau rất là kỹ. Kiểu như thế. Cái điều số 2 mình thấy ở trong cái cuộc hôn nhân của các bạn ấy, đấy chính là cái đam mê về các bạn, của hai bạn ấy. Đam mê này thì các bạn biết rồi đúng không? Đó là cái sự tương tác, phản ứng hóa học giữa hai bên này. Rồi là những cái đam mê về cái đời sống tình dục chẳng hạn. Đó, nó rất là mạnh mẽ. Các bạn nhìn thấy đây là các bạn biết rồi đúng không? Nó rất là mạnh mẽ, nó rất là dâng trào ở đây trong cái mối quan hệ của hai người. Đó. Và thật ra thì như mình vẫn luôn nói với mọi người ý, là trong tất cả những cái mối quan hệ nào cũng thế thôi. Kể mà đặc biệt là hôn nhân rồi thì nó sẽ có cả những cái chướng ngại vật nữa. Đó, nhưng mình không thấy quá rõ được cái chướng ngại vật của các bạn nó là cái gì đâu. Mình chỉ thấy là bạn cho dù có gặp bao nhiêu cái khó khăn trắc trở trên cái cuộc đời này đi chăng nữa thì hai bạn cũng có thể vượt qua được. Mình thấy các bạn là một cái cặp đôi, người ta gọi là đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn đấy. Chính là một cái cặp đôi như thế. Hai người có những cái điểm khá là giống nhau ở đây, và giống như là hai người đang soi gương nhau ấy. Một phiên bản nam lấy một phiên bản nữ của chính họ, kiểu như thế. Hoặc một phiên bản nữ lấy một phiên bản nam của chính họ ấy. Đó, cho nên là hai người mình thấy rằng là có một cái ý chí và có một cái suy nghĩ nó khá là giống nhau. Và chính vì thế mà các bạn rất là cùng những cái tư tưởng đó, nên các bạn dìu dắt nhau phát triển rất là tốt.
Cho nên mình thấy rằng là các bạn có thể làm giàu vào những cái việc sau này. Thứ nhất, các bạn có thể làm giàu thông qua cái việc buôn bán, hai người có thể cùng làm chung. Về mình không biết các bạn hiện tại các bạn đang làm gì và nó như thế nào nhá, nhưng sau này có thể hai người làm chung một cái công việc buôn bán nào đó mà các bạn trở thành những cái người mà rất là giàu. Nói thật luôn là rất là giàu từ cái việc mà hai người cùng đồng cam cộng khổ, cùng phát triển với nhau như thế. Đó, thì mình thấy rằng là sau này hai người dẫn nhau đi du lịch suốt ngày, có tiền dẫn nhau đi du lịch suốt ngày, đi chơi đi đây đi đó rất là nhiều nơi. Đó, và nói chung ý, về cơ bản mối quan hệ này mình lại không có quá nhiều thứ để nói liên quan những cái xung đột đâu. Mình thấy rằng là các bạn chọn cách đón nhận tất cả những thứ đó đến ý. Với cái cuộc sống hôn nhân của các bạn, cho dù là điều tốt hay điều xấu, thì của các bạn sẽ cứ từ từ thôi. Trước khi sồn lên thì mình sẽ từ từ nhìn nhận cái vấn đề đó và tìm cách để giải quyết. Đấy, thay vì khóc lóc bù lu bù loa bắt đầu làm loạn lên các thứ, thì các bạn rất là bình tĩnh, cả hai người luôn rất là bình tĩnh trong việc nhìn thấu và giải quyết cái vấn đề ở đây nhá. Thì mình thấy rằng là có một người cần phải giải phóng những cái suy nghĩ liên quan đến quá khứ của họ, liên quan đến người yêu cũ. Thật ra các bạn nghe đừng có sợ, là các bạn đừng nghĩ là tại sao họ còn nhớ về người yêu cũ à mà họ phải giải phóng đi. Các bạn không nhất thiết là phải hiểu theo chiều hướng đó, mà nó có nghĩa là, tức là có thể là họ trong quá khứ ấy, họ đã từng bị những cái người cũ, người yêu của họ, người yêu cũ của họ làm tổn thương họ. Và đến cái hiện tại họ gặp bạn, đến cái thời điểm mà họ gặp bạn ấy, họ vẫn còn bị những cái tổn thương từ những cái điều đó. Cho nên là có thể bạn hoặc bạn sẽ là cái người giúp họ giải phóng cái điều đó ở đây. Thì để tức là bạn chứng minh cho họ thấy rằng là cái tình yêu đích thực ấy, nó khác so với cái tình yêu, những cái tình yêu qua đường ngày xưa, ngày kia, này kia các thứ đó. Thì những gì mình nói ở đây có thể là đang nói về bạn hoặc nói về họ. Tức là có thể bạn chính là cái người mà mình nhắc đến, là cái người mà cần phải giải phóng những vấn đề liên quan đến quá khứ đi, liên quan đến người cũ đi. Và trong cái mối quan hệ này mình thấy rằng là các bạn sẽ đi với nhau nhá, rất là bền bỉ luôn, rất là kiên nhẫn với nhau và rất là bền bỉ với nhau. Nhưng mà các bạn phải hiểu là có thể các bạn sẽ không giàu lên một cách quá nhanh chóng đâu, mà nó sẽ rất là từ từ, từng bước nhưng cái sự giàu lên đấy của các bạn ấy, cái sự nhiều tiền đấy của các bạn ấy, nó là một cái sự rất là bền vững. Và trong cái mối quan hệ này mình thấy nó rất là tốt, đồ săn đây nó rất là đẹp, rất là tốt. Và các bạn lúc nào mình thấy nó cũng như là hồi mới yêu ấy, lúc nào cũng như thế đấy. Đây là nhiều người chắc là cũng khá là ghen tị với tất cả những cái với cái mối quan hệ này của hai người. Thực sự là mình không nhìn thấy quá nhiều vấn đề, mà đôi khi cái vấn đề nó chỉ đến từ môi trường bên ngoài thôi. Tức là kiểu giống như ví dụ như các bạn làm chung một công việc nào đó thì do tình hình kinh tế, nền kinh tế, rồi là những cái yếu tố vấp váp này kia là khó khăn ấy, nó sẽ đến từ cái yếu tố bên ngoài là chính. Đó, và cái việc các bạn cần làm đó chính là nắm tay nhau, nhìn nhận vấn đề và cùng nhau giải quyết vượt qua cái khó khăn đó. Còn mình thấy rằng là chung là nó lại phát triển hơn khá nhiều đấy. Mình nghĩ là cái lý do khiến cho nó phát triển và khiến cho nó kiểu tốt được như thế này ấy, là do nhận thức của hai người trong cái mối quan hệ nó khác biệt. Tức là ý là nó khác so với cái tụi bài đầu tiên. Nó phát triển hơn một chút, nhìn nhận vấn đề, mọi thứ giải quyết vấn đề nó thấu đáo hơn đấy. Và hai người đúng mà cũng như hồi mới yêu, có thể là hay thi thoảng hay đi hẹn hò nhau lắm, đi hẹn hò, đi xem phim, đi uống rượu, đi này kia với nhau ấy, kiểu như thế. Sau đấy là lúc nào cũng có thể là ví dụ bắt đầu các bạn gom góp được tiền mà cảm thấy rảnh rỗi rồi là bắt đầu các bạn đi chơi, đi du lịch đấy, để đổi gió, để làm mới đấy, kiểu như vậy. Nói chung các bạn sẽ cảm thấy là mình rất là được cưng chiều. Hai người luôn ấy đều cảm thấy rất là cưng chiều, được cưng chiều, được yêu thương, được bao bọc, được bảo vệ và được khuyến khích những cái mong muốn của bản thân mỗi người. Cái khuyến khích mong muốn của bản thân mỗi người nó quan trọng lắm các bạn ạ. Khi mà không được khuyến khích mà bị trù dập đi thì người ta sẽ phải tìm đến một cái nơi nào đó để họ có thể bộc lộ ra được cái thứ họ mong muốn, đúng không? Cho nên là hãy luôn thừa nhận, hãy luôn công nhận những cái sự nỗ lực cố gắng của đối phương. Thật ra trong mối quan hệ này không có ai là yêu nhiều hơn, hay cũng không có ai là có công nhiều hơn đâu các bạn nhé. Đừng bao giờ nhìn là ai nhiều hơn hay ít hơn. Mỗi một người họ sẽ đóng một vai trò nó khác nhau đó. Và mức độ nhiều hay là to hay là lớn ở đây nó sẽ khác nhau. Ví dụ như mình lấy ví dụ nhá. Ví dụ như người nam, người chồng ấy, họ sẽ có cái công nhiều hơn trong việc ví dụ như là liên quan đến tiền bạc, công việc tài chính. Nhưng người nữ thì họ lại có công nhiều hơn trong việc nấu nướng, chăm sóc con cái này kia các thứ. Cho nên nếu so ra ấy thì chưa biết là ai hơn ai, đúng không? Cho nên tốt nhất thôi đừng so, hoặc là ngược lại, người nữ đi kiếm tiền, người chồng lại ở nhà chăm con.
Nói chung là có nhiều cái yếu tố diễn ra lắm, nhưng mình thấy đây là một mối quan hệ tốt, đây là cuộc hôn nhân mà theo mình thấy nó rất là tốt. Đây là tình yêu thì không bao giờ là phí phạm, các bạn cũng cứ cho nhau những cái tình cảm rất là tuyệt vời. Thông điệp dành cho tụi bài số 2 nói chung là các bạn rất là hai người là đã chọn nhau đấy. Đấy, và mình thấy rằng là hai người được một cái như thế này này, là hai người bênh nhau tuyệt đối luôn. Tức là cho dù ý, là ai đúng ai sai hay là như nào, tạm thời là cứ bênh đã, chưa cần biết đứa nào đúng đứa nào sai nhá. Ví dụ như là ví dụ chồng của bạn hoặc vợ của bạn đi ra ngoài mà kiểu cũng có hơi sai một tí đi, ví dụ như thế, thì các bạn cũng phải bảo vệ cái người đấy trước, bảo vệ vợ chồng của bạn trước, sau rồi mới về nhà là bắt đầu mới bảo là à em làm như thế hay anh làm như thế không được hay là như nào đấy chẳng hạn. Thế trước mặt người khác còn rất là giữ mặt mũi cho nhau, cái yếu tố đấy cũng lại là một cái yếu tố rất là quan trọng nữa. Và các bạn cũng chẳng có phân biệt ai đúng ai sai đâu, giải quyết được vấn đề xong là xong, kiểu như thế. Mình thấy là nhá, các bạn ấy, trong cái cuộc hôn nhân của các bạn ấy, mình thấy rằng là nó là một sự đền đáp, nói thẳng luôn, nó là một sự đền đáp sau một cái khoảng thời gian hoặc là sau những cái mối quan hệ mà các bạn đã rất là đau khổ, không đi đến đâu cả, rồi rất là trắc trở lận đận tình duyên đấy, kiểu thế đấy. Thì các bạn, kể cả bạn hay là họ đều như thế thôi, là kiểu giống như là hai người yêu rất là nhiều hoặc yêu ai đó rất là sâu sắc, thế xong rồi cuối cùng là không đi đến đâu cả, rồi đau khổ chật vật cho đến khi mà hai người tìm được nhau, thì cảm giác là đúng là thực sự là nó rất là khác so với những cái mối quan hệ trước. Và các bạn có cái sự bù đắp cho nhau, yêu thương nhau, và kiểu giống như là tìm được lại cái niềm tin dành cho nhau. Cho nên đôi khi chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, có nghĩa là có điều gì đó tốt hơn đang chờ chúng ta ở phía trước. Và cuộc hôn nhân này chính là thứ tốt đẹp hơn chờ các bạn ở phía trước. Nên cái gì mà còn chưa bỏ qua được, chưa buông bỏ được, học cách để buông bỏ đi nha. Bởi vì đôi khi những điều tốt đẹp ý, thì nó bị ẩn giấu đi, và các bạn phải từ từ thì các bạn mới có thể khám phá được. Hãy nhớ rằng sự thất vọng nó chỉ là cuộc tập dượt cho những điều tốt đẹp còn đang đến. Thì đây là một cái lời hứa hẹn với các bạn. Khi mà các bạn biết buông bỏ những cái thứ nó không phù hợp với mình nữa, có thể là những mối quan hệ cũ khiến bạn dằn vặt, đau khổ, vật vã, chết lên, chết xuống, rồi này khác các thứ ấy, thì nó chỉ là cuộc tập dượt thôi để cái điều tốt đẹp này đến với các bạn. Cho nên mình nói thật là trong cái mối quan hệ này, trong cái tụ bài này, mình cũng không biết phải chê gì và cũng không có gì để chê cả luôn ấy. Nhá, hai người miễn là có thể cùng đồng hành với nhau, tất nhiên là khó khăn thì không thể tránh khỏi rồi, không có cuộc hôn nhân nào màu hồng ở đây cả, không có một cái gì sống và đều tốt đẹp trên đời này đâu, nó phải có cái biến cố này kia xảy ra, nhưng mà các bạn vượt qua được, đây là điều quan trọng. Rồi, đó là số 2, chúng ta nhìn các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là cuộc sống hôn nhân của bạn sau này sẽ như thế nào, đặc biệt trong 3 tụ bài ngày hôm nay. Không có nhắc gì đến con cái đây cả, chắc con cái nó không phải là vấn đề lớn nhất đâu, mà cái vấn đề lớn nhất sẽ là với chồng, với vợ của các bạn đấy. Đó thật luôn, tụ này drama nhất trong 3 tụ bài, và nó cũng còn đau đầu nhất trong 3 tụ bài, bởi vì nó có quá nhiều vấn đề ở đây. Thì các bạn hãy lắng nghe cái thông điệp này của mình nhá, để xem là nếu như mà có những cái chuyện này nó xảy ra, thì các bạn có thể là nhìn nhận vấn đề một cách gọi là thấu đáo hơn, kiểu như thế. Hãy, nếu như bạn tò mò về cái cuộc hôn nhân này, về cái đời sống hôn nhân này, thì hãy ở đây với mình. Ok, đối với tụ bài số 3 này thì mình thấy như sau này, các bạn có thể rất là hay xung đột với nhau trong cái cuộc hôn nhân của các bạn, và thậm chí có những lúc các bạn muốn rời đi, muốn về nhà ai người đấy ở, kiểu như thế đấy, đến mức độ như vậy. Thế nhưng mà các bạn không rời ra được khỏi nhau đâu, cứ yên tâm điều đó, không rời ra được khỏi nhau đâu, mà kiểu gì đi chăng nữa thì cũng, cho dù có bao nhiêu, có 1000 cái lý do để khiến cho hai người rời đi khỏi nhau ấy, chỉ có một lý do duy nhất khiến cho hai người ở lại với nhau, bởi vì hai người là vợ chồng với nhau, hai người không thể tách ra khỏi nhau được đâu, cứ yên tâm về điều đó nhá. Thế nhưng mà mình thấy là thứ nhất trong câu chuyện này là như sau này. Thứ nhất ý, là mình thấy rằng là có một người sẽ làm việc nhiều hơn người còn lại. Có thể là họ chuyên làm việc nhà, hoặc là làm những cái công việc gì đấy mà họ, cái việc gì cũng đến tay của họ. Cho nên là sinh ra cho cái người đổi, cho cái người mà họ làm nhiều việc ấy, hơn ấy, họ sẽ cảm thấy bức bối, họ sẽ cảm thấy thiệt thòi, họ sẽ cảm thấy không được gì đó. Thì mình thấy rằng là các bạn phải học cách để san sẻ với nhau những cái yếu tố này. Không giúp được ít, không giúp được nhiều thì giúp được ít cũng được, để cho cái người mà họ đang làm nhiều việc này, họ đang bị quá tải với cái một đống công việc này, họ không cảm thấy ấm ức nha. Cái điều thứ hai mình thấy trong mối quan hệ này là các bạn đang thiếu niềm tin ở nhau rất là nhiều. Các bạn phải, tức là trong cái mối quan hệ này các bạn phải tin tưởng nhau nhiều hơn.
Cái điều số 3 nữa là mình thấy rằng là hãy cố gắng giải quyết những cái xung đột trong cái mối quan hệ này bằng cái cách hòa giải, bằng cái cách nhẹ nhàng nhất. Còn đừng cãi vã, quát nạt nhau á, nó cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là xem đứa nào gào mồm to hơn thôi mà, kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là thật ra nhá, mình thấy có một người, nói luôn đi, có một người nhá, nói thẳng nhá, có một người họ có thể là lạnh lùng ấy, cái kiểu họ vô tâm, hoặc là cái kiểu cách của họ khá là lạnh lùng ấy đối với cái người ở nhà. Mình không biết là người nữ hay người nam, nhưng nhiều khả năng là người nam ấy đối với cái người vợ của mình ấy thì có thể là khá là lạnh lùng. Nếu như bạn là nam thì bạn phải xem xét lại đấy nhá, khá là lạnh lùng, nhưng mà đi ra ngoài thì rất là hừng hực khí thế đấy. Rồi là nhìn thấy rất là nhiều những cái lựa chọn trong cuộc sống, như là lựa chọn về mặt công việc, lựa chọn về những cái mối quan hệ này cái các thứ, thì bắt đầu là cái người này rất là hào hứng. Thế nhưng mà về nhà hay là về cái cuộc hôn nhân này là bắt đầu là cảm thấy rất là lạnh lùng với đối phương của họ. Đó, thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này, cái người này này, cái người nam này này, tốt nhất là nếu như mà được ý, thì bạn nên lấy một cái người lớn tuổi một xíu, để cho họ đã trưởng thành một chút về những cái suy nghĩ, và kiểu giống như là họ không còn ở cái mức độ là ham mê đối với cái thế giới này, họ không quá là tò mò đối với cái thế giới này nữa, bởi vì họ đã trải qua rồi. Còn nếu như bạn lấy một cái người mà trẻ, rất là trẻ, thì kiểu lúc đó họ có chưa nhiều trải nghiệm ở trong cuộc sống, thành ra là họ rất là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi là họ thích những cái sự lựa chọn gì đấy đến từ bên ngoài đó. Thì mình thấy rằng là có một người đặt cái yếu tố công việc của họ lên đầu tiên, lên hàng đầu. Bởi vì có thể là mỗi một người có một theo đuổi một cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ cái người nam, ví dụ mình lấy ví dụ thôi, người nam chẳng hạn, họ thích làm công, họ thích đi làm việc, họ thích phát triển công việc sự nghiệp, bởi vì họ mong muốn là có thể xây dựng được cái vị trí của họ, chỗ đứng của họ, đồng thời là cũng đem nhiều tiền hơn về cho gia đình, cho cái cuộc hôn nhân này, cho con, rồi cho vợ này kia các thứ. Thành ra là mình thấy rằng là cái người này sẽ có rất nhiều những cái mối quan hệ đến từ bên ngoài. Nhưng mà các bạn đừng có vội suy nghĩ lo lắng liên quan đến cái mối quan hệ bên ngoài, đây là mối quan hệ kiểu ngoại tình nhá, không phải đâu, không. Cái người này sẽ có rất là nhiều mối quan hệ kiểu giống như là đối tác, hoặc là những cái mối quan hệ giao thiệp ấy, về mặt công việc ấy. Cái người này thì rất là có thể là rất là thành công về mặt công việc đấy, và họ sẽ có chỗ đứng và sẽ có địa vị đấy, vì họ là king cơ mà. Đó. Thế nhưng mà cái điều đấy lại khiến cho cái người còn lại ấy, họ có thể là làm nhiều việc nhà, người vợ ấy, làm nhiều việc nhà chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy là lo lắng, cảm thấy suy nghĩ, cảm thấy mất lòng tin, rồi là suy nghĩ này kia rất là nhiều, và rất là nhiều lần họ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ đó để họ có thể giống như là không phải, tức là buông bỏ mối quan hệ này này, để họ không phải suy nghĩ quá nhiều về cái người này nữa. Thế nhưng mà thật ra cái mối quan hệ này mình thấy rằng là nó cũng có những cái xung đột, nó cũng giống như những cái mối quan hệ hôn nhân bình thường thôi, có điều là nó sẽ theo một cái chiều hướng là ảnh hưởng đến tâm lý của hai người nhiều hơn. Tức là có những cái cuộc cãi vã, cãi nhau, nó chỉ là cãi xong rồi nó thôi, nhưng mà tụ bài này thì nó âm ỉ. Cho nên là các bạn hãy cố gắng để mà có thể hòa giải được với nhau, có thể giống như là làm bạn với nhau và nói chuyện một cách rõ ràng với nhau. Và mình cũng khuyên các bạn luôn một câu ở đây ý, mà ngay từ đầu khi mà mình lật bài lên, đầu mình nó đã hiện ra những cái dòng này rồi ý. Đấy chính là các bạn đừng bao giờ nghĩ là các bạn kết hôn là đã là kết thúc nhá. Đặc biệt là các bạn nữ, các bạn nữ rất là hay nghĩ là ôi ta đã có được người này rồi, ta đã kết hôn rồi, ta đã có con, ta đã viên là mọi thứ đã ổn định, đã kết thúc của chúng ta rồi. Không các bạn ơi, nó chỉ là mở ra một cái cuộc sống mới thôi. Và các bạn vẫn phải có những thứ các bạn phải theo đuổi. Không phải là các bạn cứ cống hiến 100% cho gia đình của mình là các bạn sẽ được nhận, là được ghi nhận đâu. Và cũng không phải là bạn từ bỏ những cái mong muốn, những cái ước mơ của mình để dành cho gia đình là cái điều đã tốt đâu nhá. Đừng làm tấm thảm chùi chân cho người khác. Đó, bởi vì chưa chắc người ta đã ghi nhận tất cả những cái điều đấy đâu. Và cuộc sống của bạn, cuộc đời của bạn còn rất là dài. Nó không thể là chỉ kết thúc của cái cuộc hôn nhân đó. Cho nên là hãy cố gắng để cân bằng mọi thứ. Ok, bạn có thể hy sinh gia đình của bạn nhiều hơn một chút, có thể là chăm sóc cho mọi người nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng đừng quên bản thân của mình. Mình thấy rằng là gia đình ấy, hôn nhân ấy, chính là cái vòng tròn an toàn của bạn, và bạn sẽ phải học cách để nhảy qua nó. Tức là có thể bắt đầu là cái giai đoạn mà bạn sinh con, bạn ở nhà, bạn chăm sóc con cái rồi này kia các thứ, thì sau cái giai đoạn đó xong ấy, thì lại bạn lại phải có một cái bước nhảy, bước bật rất là lớn trong cái công việc của các bạn nha.
trong cái công việc của các bạn, trong những cái thứ mà các bạn đam mê ở đây. Mình thấy rằng là các bạn thiếu lòng tin ở đây. Cái người nữ ấy, có thể cái người nữ sẽ là cái người mà có thể là các bạn sẽ làm những cái công việc, kể cả các bạn có làm việc đi chăng nữa thì các bạn có thể sẽ thường làm những cái công việc ở nhà ấy. À, ví dụ như là làm freelancer nhưng mà được làm ở nhà, work from home ấy. Đấy là các bạn dành rất là nhiều thời gian để chăm sóc con cái rồi nhà cửa này kia. Còn đối tượng kia của các bạn thì họ có nhiều cái công việc hơn cần phải thực hiện ở bên ngoài. Chính vì thế mà họ sẽ có rất là nhiều những cái mối quan hệ ở bên ngoài. Thế nhưng mà ý là mối quan hệ bạn bè thôi nhá. Đó. Thế nhưng mà có thể là bởi vì cái người nữ họ ở nhà nhiều ấy, cho nên là họ suy nghĩ rồi họ ghen tuông, họ nghĩ ra rất là nhiều thứ là à người này người kia có cái này có cái kia các thứ. Đó. Và mình thấy là các bạn cần phải vượt ra khỏi cái vùng an toàn này nhá. Thì cho dù các bạn là nam hay là nữ thì hãy nhìn ở cái góc độ của mỗi cái đối tượng để giải quyết vấn đề. Mình thấy rằng là các bạn hãy làm bạn được với nhau, hãy chia sẻ được với nhau nhiều hơn nhá. Nói chung cái tụ bài này thì mình thấy rằng là các bạn không thể rời khỏi nhau được đâu. Không thể nhá, mình nói là không thể rời khỏi nhau được đâu. Hai người vậy thôi nhưng hai người rất là yêu nhau. Và mình thấy rằng là các bạn ấy, cái mối quan hệ này sẽ có một cái thời điểm là các bạn sẽ đón nhận một cái sự bất ngờ nó đến. Sự bất ngờ này là một sự bất ngờ tốt, có thể liên quan đến tiền bạc, có thể ai đấy đột nhiên họ được một trong hai người nhá. Một là trúng số, hai là có thể là kiếm được rất là nhiều tiền. Đó. Và nó đảm bảo cho cái cuộc sống của hai người rất là nhiều. Nói chung ấy, mình thấy trong cái mối hôn nhân này của các bạn ấy thì một người làm nhiều cái công việc nhà và họ suy nghĩ nhiều, còn một người thì đơn giản, tức là tính họ đơn giản, đôi khi là hơi vô tâm, hơi lạnh lùng, cái tính họ ít nói chẳng hạn đó. Thành ra nó là một cái cuộc đối chọi ở đây. Rồi mình sẽ rút thêm bài nhá. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Nhưng mình thấy nó không được à, đâu có vấn đề gì đâu. Mình chỉ thấy là phải có một người phải bật lên, mà đặc biệt là có thể là cái người ôm đồm nhiều việc hơn đây này. Họ phải moving on to the world, phải gạt bỏ cái nỗi sợ hãi của họ, bởi vì hôn nhân ấy là cái vòng tròn an toàn của họ rồi. Họ phải gạt qua khỏi cái vòng tròn an toàn đó. Gạt ra khỏi vòng tròn an toàn đó thì không đồng nghĩa với việc là ly hôn đâu nhá, không phải đâu nhá. Mà các bạn vẫn ở trong cái mối hôn nhân đó, nhưng mà các bạn bắt đầu đi theo đuổi những cái mong muốn, cái ước mơ của mình đó, cái đam mê của mình, những cái thứ mà mình ấp ủ mình muốn làm ấy đó. Cứ yên tâm là tất cả những cái khó khăn ấy các bạn sẽ vượt qua được. Và các bạn được hướng dẫn và được bảo vệ, mối quan hệ này được bảo vệ bởi thần linh cơ mà. Nói chung ấy, ngoài những cái lúc đó ra thì các bạn rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là hài hòa trong cái mối quan hệ này. Và mình thấy là cái người nam này này, nếu như mà có thể các bạn sẽ phải có những cái cuộc trận cãi vã nó rất là to, đến cái mức độ là đỉnh điểm của vấn đề đấy, lên đến đỉnh cao, lên đến đỉnh điểm của vấn đề đấy, thì bắt đầu cả hai người mới ngỡ ngàng ra là hai người đang hiểu sai vấn đề của đối phương. Và chính vì thế mà mình thấy có thể sẽ có một cái cuộc giao tiếp nào đó, trao đổi nào đó ở đây đó, để khiến cho cả hai người có một cái sự phát triển. Và mình thấy cuối cùng là có say thank you ở đây, là mình thấy là các bạn nhìn thấy cái người vợ này này, họ ôm cái người chồng này, người chồng này họ đi làm về và cầm theo một bó hoa. Tức là mình thấy là cái cuộc hôn nhân này của hai người nó sẽ có giai đoạn nó giống như mình nói, nhưng rồi sau đó đâu rồi nó lại vào đấy thôi. Và cuối cùng là các bạn có được cái sự cải thiện với nhau và giúp cho cái mối quan hệ này phát triển rất là tốt nhá. Các bạn sẽ cảm ơn nhau vì đã hỗ trợ. Người đàn ông có thể họ sẽ cảm thấy cảm kích với cái sự hy sinh của người phụ nữ, và người phụ nữ có thể sẽ được người đàn ông là giống như là ghi nhận những cái sự nỗ lực cố gắng này, rồi người đàn ông này họ khuyến khích cái người nữ này họ theo đuổi cái ước mơ mong muốn này. Hãy luôn nhớ câu mình nói, hôn nhân các bạn kết hôn, cuộc đời của bạn chưa chấm dứt. Hay cái việc bạn kết hôn nó cũng không phải là thành tựu gì đấy quá lớn trong cuộc đời của các bạn đâu. Nó chỉ là một lĩnh vực nào đó mà thôi. Cuộc sống của bạn vẫn phải tiếp tục với công việc và với rất là nhiều những cái thứ khác. Nên đừng bao giờ từ bỏ cái đam mê của mình nhá. Đừng bao giờ làm điều đó. Bạn có thể tạm gác lại hoặc là bạn làm ít đi thôi, nhưng mà đừng bao giờ làm điều đó. Ok, vì mình thấy là cũng có rất là nhiều cái cặp đôi mà người nữ sau khi họ lấy chồng xong ấy, là bắt đầu họ chỉ biết xoay quanh một mình chồng của họ thôi và những đứa con của họ thôi. Bắt đầu họ quên bản thân của họ, họ quên mất công việc của họ, họ quên mất trước đó họ đã sống một cái cuộc đời tuyệt vời thu hút đến như thế nào. Đấy, để rồi hôn nhân bào mòn họ. Cho nên là đừng quá là
vừa vừa thôi, cái gì vừa vừa, cân bằng thì là tốt nhất. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.